Trời ơi, hôm nay này sáng hơn rồi. 2, 3, 4. Nếu chọn đúng thì sẽ được bim, nếu chọn sai thì sẽ bị ăn đá. Ok, tôi chọn bên phải. Chọn cái này à? Chọn chuột đây nào. Bên trái. Mang qua. Các bạn ơi, đây là quầy hoa sen của mình đây. Mang qua. Hải, chơi không cậu? Có gì đây? Hải ơi Hải, tớ vừa mua một trò chơi tên là Bowling, cậu chơi cùng tớ không? Đồ chơi à? Tớ thích. Cảm ơn. Tại vì rất là ma đi này. Ví dụ như này này ma quá. Đi chơi cùng tớ, xong thì nuôi lại tắm tiếp. Bây giờ sẽ là trò bịt mắt
Heh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